bóng tối tạo hào quang, nước mắt hòa vui tươi, cô đơn sinh bất hủ, âm thầm hóa thăng hoa. Có những con người ẩn sâu trong bóng tối lại là những người đã tạo nên ánh hào quang rực rỡ. Có những giọt mồ hôi và nước mắt rơi xuống năm dòng kẻ để tạo nên những nốt nhạc vui tươi cho đời. Có những thân phận dù ẩn sâu trong chiếc kén cô đơn vẫn âm thầm nhả những sợi tơ lòng để dệt nên những bản tình ca bất hủ. Chúng tôi gọi họ là người tạo ngôi sao, The Star Maker. Sắc màu thời gian, The Cover Show, nơi tôn vinh những người tạo nên ánh hào quang cho các ngôi sao ca nhạc mà chúng ta thường gọi là nhạc sĩ. 10 nhạc sĩ tài hoa, những người đứng đằng sau ánh hào quang sẽ lần lượt lộ diện cùng với 26 ngôi sao ca nhạc. Tất cả họ sẽ cùng chứng kiến những ca khúc nổi tiếng một thời được hóa thân thành những siêu phẩm thời đại ngay trên sân khấu của Sắc Màu Thời Gian, The Cover Show. Khoảng cách giữa các thế hệ trong mỗi gia đình chúng ta sẽ được kéo lại gần nhau qua các bản cover đẳng cấp xưa và nay dưới sự dẫn dắt của hai giám đốc âm nhạc tài hoa, nhạc sĩ Hoài Sa và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Chương trình có 10 nhạc sĩ chủ đề, mỗi nhạc sĩ có 4 ca sĩ trẻ cùng tranh tài trải dài qua 14 tập. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Với tổng giải thưởng hơn 2 tỷ đồng, chương trình cũng sẽ là nơi để chúng ta tìm hiểu hành trình ra đời của các ca khúc vàng bóng một thời. Hãy cùng chúng tôi theo dõi chương trình. Đó là cách chúng ta tỏ lòng tri ân đến các nhạc sĩ, những người âm thầm cống hiến cả đời mình cho âm nhạc. Sân khấu hoành tráng, các tiết mục đặc sắc và được dàn dựng công phu. Đêm nay sẽ là sự tranh tài của hai đội nhạc sĩ Phương Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Hai ca sĩ của mỗi đội sẽ thể hiện lại những ca khúc nổi tiếng được làm mới của hai nhạc sĩ này và chọn ra một người chiến thắng nhất tuần để bước tiếp vào vòng trong. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với những câu chuyện âm nhạc đầu tiên. Xin kính chào quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào đón quý vị đang cùng đến với The Cover Show Sắc Màu Thời Gian. Thưa quý vị, The Cover Show Sắc Màu Thời Gian do Lê Trần Media thực hiện. Chúng ta có một điểm chung với nhau, đó chính là âm nhạc. Dù cho thời gian có thay đổi đi nữa, thì âm nhạc vẫn có một cách chung nhất để chạm đến cảm xúc của chúng ta. Và với chương trình này, đó là nơi để chúng tôi tôn vinh những người nhạc sĩ, những người đã tạo nên những tác phẩm âm nhạc gắn liền với thời gian. Và nơi mà tôi đang đứng chính là sân khấu ký ức. Nó sẽ được gắn với lại sân khấu biến hóa bởi cây cầu thời gian. Và nơi đây, tất cả những tác phẩm âm nhạc của chúng ta sẽ được biến hóa theo những cách khác nhau, theo những bản phối mới, những phong cách mới, thông qua The Cover Show Sắc Màu Thời Gian. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị người nhạc sĩ đầu tiên, đó là một thành viên của một nhóm nhạc. Những sáng tác của cô không chỉ giới hạn trong đề tài của gia đình mà còn cả những vấn đề về xã hội và những vấn đề về tình yêu. Nói một cách khác, đây là một trong những nữ nhạc sĩ mà có sự đa dạng trong những sáng tác của mình. Xin được chào đón trên sân khấu nhạc sĩ Phương Uyên. Xin chào chị. Vâng. Tiếp theo chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một người nhạc sĩ. Anh được mệnh danh là nhạc sĩ của những bản tình ca, bởi đa phần những ca sĩ thể hiện những ca khúc của anh là những bản ballad trữ tình, lãng mạn, nồng nàn, đầy chất tự sự. Xin được chào đón trên sân khấu nam nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bên cạnh đó sẽ là một nữ ca sĩ luôn có nội lực trong giọng hát của mình. Cô không chỉ là một người có duyên với âm nhạc mà còn có cả với điện ảnh nữa. Xin được chào đón trên sân khấu nữ ca sĩ Phương Thanh. Và cùng với đó sẽ là hai khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu phần xuất hiện của một nữ ca sĩ có chất giọng trầm khàn rất là đặc trưng. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu.
chào tất cả các anh chị. Mời các anh chị ngồi vào chiếc ghế nóng. Xin mời. Thưa quý vị, bên cạnh những giám khảo của chúng ta ngày hôm nay, có thể nói với The Cover Show Sắc Màu Thời Gian, một trong những nhân tố làm nên thành công của chương trình với bản phối vô cùng tuyệt vời, xin được giới thiệu ban nhạc của nhạc sĩ Hoàng Sa. Và cũng xin được chào đón nhóm bè Cadillac. Bây giờ thì cái phép Như Khai xin được giao lưu với lại bốn vị giám khảo của chúng ta. Đầu tiên thì em xin phép giao lưu với lại chị Phương Huyên. Chị chờ đợi gì ở The Cover Show này? Với Phương Huyên á, là âm nhạc chỉ có cảm xúc mà thôi. Có cảm xúc thì chúng ta mới cảm nhận được. Tại vì âm nhạc giao kết với chúng ta, nó không có ngôn ngữ, phải chạm đến được cảm xúc của chúng ta thì lúc đó mới thành công được. Hát lại một bài hát của các ca sĩ khác, mình đừng có áp lực. Bởi vì cái áp lực đó đầu tiên sẽ làm cho mình mất tinh thần và mất luôn khí thế. Cover lại bất kỳ một bài hát của ai thì cũng lên đem tất cả những gì mình có ra. Đó chính là cảm xúc. Và hơn nhau ở chỗ là chúng ta đặt hết tâm huyết, nội lực và tạo ra một cảm xúc để lôi kéo khán giả thích bài hát đó. Cứ thấy mặt thí sinh vỗ tay trước, chắc chắn là ngày hôm đó ca sĩ đó sẽ hát bài đó rất là hay các bạn. Những cái bài hát được làm mới bằng những cái bản phối có thể là sung hơn, cũng có thể là nó chậm hơn vân vân. Nhưng mà qua những cái cách hát mới của các bạn trẻ, những cái người mà hơi thở của 2021 thì tôi nghĩ thì nó cũng là một cái gì đó rất là thú vị. Hy vọng xíu nữa Thường sẽ được xem những tiết mục thật hay. Thế bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng bước vào vòng cạnh tranh của chương trình The Cover Show Sắc Màu Thời Gian. Mỗi đêm của The Cover Show sẽ cùng gặp gỡ bốn giọng ca tài năng được chia làm hai nhóm. Mỗi nhóm có hai ca sĩ sẽ cover lại ca khúc của cùng một nhạc sĩ. Tiết mục nào được yêu thích hơn sẽ đại diện nhóm đó thi đấu tiếp theo. Hai đại diện của hai nhóm sẽ tiếp tục cover thêm một ca khúc của nhạc sĩ nhóm mình. Giọng ca nào nhận được sự yêu mến nhiều hơn từ giám khảo và khán giả tại hiện trường sẽ là người chiến thắng tại đêm thi hôm nay, sở hữu cơ hội bước tiếp đến đêm thi tiếp theo. Quý vị đang cùng quay trở lại với The Cover Show Sắc Màu Thời Gian. Trước khi mà đến với ca khúc đầu tiên, mời các vị chúng ta cùng theo dõi hình ảnh này nha. Rồi, hình ảnh của một người phụ nữ lẻ loi bước đi trên con đường. Nhìn cái hình ảnh này thì em hỏi chị Uyên trước nha. Chị nhìn cái lưng này, tấm thân gầy mỏng manh đó, chị đoán là ai trong MV? Còn là gì nữa? Còn lạ gì nữa đúng không đẹp? Chị đoán là ai trong MV? Cô ấy và chị rất thân với nhau. Ai vậy? Ngoài tôi ra Phương Nguyên còn ai nữa? Trời ơi chị làm có mỗi một trình chị đâu. Hả? Dựa vào đâu? Chị nhìn đó là chị có thấy tấm lưng rồi sao biết được? Dựa vào hai cái chân dài lê thê. Dựa vào là thứ nhất là cái intro là không phải bài của mình. Vâng. Ha. Là bài của Thuận. Vâng. À, cái người dài sọc vậy chắc là Hà. Bài của Thuận thì là hầu như là phần lớn là do Hà hát. Vâng, giờ không phải của chị Uyên rồi, của đúng ông rồi, anh đúng không? Rồi. Anh đoán được cái MV này là MV nào không ạ? Nhá, còn một giây kêu đoán, nhìn không kịp luôn. Trời ơi anh ơi, người ta nhìn cái lưng mà người ta còn đoán được đó là ca sĩ nào? Đầu tiên thì cái bài hát này tên là Một Lần Cuối Thôi. Thì cái bài này hình như là Thuận viết cho Hà cũng phải 10 năm rồi. Thì cái bài này là cái bài thứ hai sau cái bài ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ. Thế thì khi mà cái bài này ra đời á, thì lúc đó là ca sĩ Hồ Ngọc Hà là đặt hàng anh viết cái bài này, hay là do anh đã viết rồi sau đó anh mới đưa cho cô ấy? Cái ca khúc này thì cái lúc đó là nằm trong một cái chuỗi bài. Thì lúc ban đầu khi mà Thuận làm với Hà cái bài đầu tiên là bài Tìm Lại Giấc Mơ. Thì sau đó thì Thuận viết một số ca khúc nữa thì mình cũng có gửi cho Hà. Thì ca khúc này là anh viết theo cái cảm xúc của anh trước. Rồi khi mà gửi cho Hà thì nó phù hợp và Hà quyết định chọn ca khúc này làm cái MV thứ hai sau Tìm Lại Giấc Mơ. Thế thì có cái điều gì đặc biệt trong cái MV này mà anh muốn chia sẻ không? Thì cái bài này là làm sau khi Hà sinh bé Subel. Thì như mọi người cũng thấy thì thường là phụ nữ và sau khi sinh thì người ta cũng bị nhiều vấn đề về hình thể này kia. Rất là khó lấy dáng, nhưng mà Hà thì rất là hay vì sau khi sinh gần như chừng 1 tháng 2 tháng á, là Hà đã quay cái MV này và rất là đẹp luôn. Mọi người thấy thì cái cặp chân dài 1m8 mà nhìn cũng không nghĩ là mới sinh em bé đâu. Cái gì cặp chân dài, có sinh xong thì chân cũng đâu ngắn đâu, nói vậy. Không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát ngay sau đây một trong những ca khúc hit của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Một Lần Cuối Thôi. Và xin được chào đón tiếng hát của Phương Thảo. Hạnh phúc xưa đâu rồi.
Đoàn gì đâu mà đẹp, đó là đẹp luôn vậy đó. Cảm ơn tụi em. Mày biết không, lúc mày bước ra sân khấu sôi động hát cái bài đó, anh hình dung tới một người phụ nữ mà anh cực kỳ yêu thích, đó chị Hồ Lệ Thu. Chị Hồ Lệ Thu trong những cái chương trình mà chị ấy biểu diễn á, em biết anh, chị không phải năm anh, năm 18 anh vây quanh chị. Bò lê lết ở trên sàn vậy nè. Mà chị từ chối, chị quay mặt ngoảnh đi, kiểu mà ổng lết lết tới gần cửa mà chị còn không nhìn, đúng không chị Thu? À. Dạ. Cho em hỏi, khi con bé nhà em biểu diễn trên sân khấu với cả khúc Một Lần Cuối Thôi thì em thấy chị cũng muốn nhảy lên, chị cũng một làm Một Lần Cuối Thôi đúng không? Không, không phải Một Lần Cuối mà Một Lần Nữa Thôi. Những cái giai điệu mà dừng người ta lên được và giọng nghe rất chắc. Thôi nói như đó để mọi người nói tiếp. Khi mà nghe ca khúc này tôi cảm thấy sướng ạ. Ca khúc này ban đầu khi mình biết thì nó như một bé gái 20 tuổi và sau khi mà qua tay anh Hoài Sa phối lại thì như một bé gái 35 tuổi. Nói tóm lại là bài phối này rất hay, thấy không? Nhưng mà cái hay của em là gì? Cái là dù với cái bài phối mới, một cái cách hát hoàn toàn mới luôn, nhưng mà em cái ở cái bài này nè thì anh cảm giác là em ăn nhập được với cái bài phối này. Chính ở xác. Những cái cú mà tu ti này kia thì em dằn theo được này nọ, và có một cái điểm cộng cho em là em có thể tập được với vũ đoàn, tức là em phải phân tâm khá là nhiều nhưng mà em hát vẫn tốt. Xin cảm ơn nhiều ạ. Khi mà em hát lại bài hát này nè, với bài phối này nè, nó thấy là bài của em. Em cover ra phong cách của em, ra cái giọng hát của em và ra tất cả mọi thứ nó là của em.
em tạo cho những tràng pháo tay ở dưới này là rất là thích thú đúng không? Là em thành công rồi. Kính thưa quý vị, đây là giờ phút hồi hộp. Chúng ta sẽ cùng đến với suy điểm của ba vị giám khảo cho Phương Thảo. Xin cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Xin cảm ơn. Yeah. Thưa quý vị, vừa rồi là phần chào sân đội của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà lần này tôi sẽ đưa ra gợi ý cho các vị nhạc sĩ. Gợi ý đầu tiên của chúng tôi, đây là một ca khúc của một nhạc sĩ mà chỉ tên chỉ có một chữ. Tên nhiều lắm, Phương Quyên nhiều. Tên có một chữ thôi nha. Em viết nhiều chữ lắm. Ghen em, à. Em... đi nhiều chữ là một chữ là nhiều nhất luôn. Một chữ là nhiều nhất. Chị viết nhiều bài và có một chữ đúng không? Vâng, anh Thuận có biết bài nào một chữ không anh? Anh tham lắm, hiểu không? Anh thích phủ sống, hiểu không? Viết cái tựa dài dài chữ không à? Biết luôn. Biết luôn chị. Mời chị, đáp án của chị là? Xa. Hay quá trời ơi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên, ca khúc Xa với phần thể hiện Xuân Ngân. Tìm về khi xưa yêu dấu về.
Xin chúc mừng Xuân Hân, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên, ca khúc Xà. Trong cái hành trình mà chị viết, sáng tác chị Nguyên, chị thường đặt những cái ca khúc chỉ có một chữ. Anh biết nè, tại vì khi mà chị Phương Nguyên á, ngồi suy nghĩ viết cái bài này xong quá mệt, hiểu không? Giờ nó còn phải suy nghĩ viết thêm cái tựa dài nữa mệt, đặt đại chữ Xà. Đúng chị? Dạ. Thực ra để làm một nhạc sĩ viết thì mình phải quan sát rất là nhiều. Nhưng khi chúng ta không quan sát, không có câu chuyện, chúng ta phải tưởng tượng ra một câu chuyện. Mặc dù lúc đó người yêu mình nằm kế bên mình, nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng một cái cảnh tượng nếu mà xa nhau thì sẽ như thế nào. Khi mà đặt tên mỗi cái một bài hát á, thì Phương Nguyên nhìn đi nhìn lại tất cả cái nội dung mình đã viết, xem xong mình đọc một chữ, xong mình đọc hai chữ, mình đọc ba chữ, đọc bốn chữ, cuối cùng là mình chọn một cái nào mà mình cảm thấy là nó gần gũi với bài hát nhất. Mặc dù là một chữ nhưng mà nó diễn tả được hết cái ý nghĩa của cái bài hát thì mình sẽ chọn. Trong cái phần vừa rồi thì thật ra là Xuân Hân rất hợp với cái bài hát này, cái giọng của bạn rất là hợp, thì mình nên tự tin hơn và giống như là mình phá cách nhiều hơn để mà thể hiện mình. Cảm ơn anh Phượng. Nhưng mà dù sao đi nữa, bạn cũng làm tốt lắm rồi. Vì đây là cover show, bạn cover lại một cái bài hát của một người nào đó, bạn làm vậy là thành công rồi. Cảm ơn chị. Và điều bây giờ là chúng ta chờ đợi cái số điểm dành cho tiếng hát của Xuân Hân, cô gái xinh đẹp đến từ thành phố biển Nha Trang. Thời gian bắt đầu. Vâng, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Lần nữa xin được cảm ơn Xuân Hân rất nhiều. Cảm ơn em. Quý vị đang cùng quay trở lại với The Cover Show Sắc Màu Thời Gian. Vòng thi đầu tiên, vòng cạnh tranh, như cũng đã chia sẻ ngay từ lúc đầu, đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút và đoán xem coi là cái ca khúc này có điều gì đặc biệt. Đây là một ca khúc mà tên của nó bằng tiếng Anh. Rồi, chị Nguyên lắc đầu, chị Nguyên nói không phải của chị rồi. Thế còn anh Thượng? Anh biết rồi. Anh biết rồi. Nha. Ca khúc gì anh? Happy Ending đúng không? Happy Ending. Wow. Cho em hỏi chút là sao? Thường mấy bài mà anh sáng tác, bài nào cũng chia tay, đau đớn, dằn vặt, đứng bên cạnh nhìn người thứ ba dắt buồn mình đi. Thế thì lý do vì sao cái bài của anh cái tên gọi là Happy Ending? Lâu lâu mình phải đổi chứ. Khán giả mà tối ngày cứ gặp nghe nhạc ông Thượng thấy thất tình không, ta chán chứ. Lâu mới có một cái bài khúc cuối nó cũng phải là Happy Ending đúng không? Hai đứa trở lại với nhau vậy thôi. Đây là ước mơ của nhạc sĩ bị ế vợ. Dạ. Yeah. Nhạc sĩ bị ế vợ. Dạ. Yeah. Bây giờ thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Xin giới thiệu một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Happy Ending. Xin được giới thiệu phần thể hiện của Jackie. Em ơi, mình đã xa bao lâu rồi. Không gian quanh anh như một cuốn phim. Từng mỗi thức phim em luôn là vai chính. Có những giận hờn anh mang nụ cười, và những trách móc sâu khiến cho đôi ta dần cách xa. Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc khi không có yêu thương kề bên. Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày. Và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình vẫn sẽ tìm nhau. Viết lên lại một đoàn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu. Ngày ấy anh để em xa đi vội vàng, đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng. Mọi người có thể vỗ tay lớn hơn cho Jackie được không ạ? Tay đâu nào? Let's go! Em ơi, mình đã xa bao lâu rồi. Wow! Nơi xa em đã thấy nhớ anh chưa? Phải đánh mất đi mới biết mình cần chi. Cho em trưởng thành, cho anh trưởng thành. Mình thôi ngốc nghếch, đang bước trở nên hai người tốt hơn. Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc khi không có yêu thương kế bên.
cảm giác anh biết em sẽ trở lại. Dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày, và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình và đứa sẽ tìm nhau, viết lên lại một đoạn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu. Ngày ấy anh để em xa đi vội vàng, đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng. Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày, và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình và nữa sẽ tìm nhau. Biết yêu thương như chưa bắt đầu. Ngày ấy em ra đi, thấy đâu nào ngập tràn tình yêu đó, chỉ riêng em thôi. Xin chúc mừng Jackie, cảm ơn vũ đoàn M2M, cảm ơn tụi em. Dạ, chào em. Lần đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả, chị Phương Thanh, chị Phương Nguyên, anh Nguyễn Hồng Thuận và chị Hồ Lệ Thu và tất cả mọi người đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Chào em. Cho anh hỏi tí xíu trước khi mà mình giao lưu với lại ban giám khảo để mọi người biết rõ về em hơn. Anh thấy tên của em là Jackie, cái này là nghệ danh hay là tên như thế nào của em? Cái này là tên thiệt của em luôn. Tên thiệt? Dạ. Ôi, vậy em là người... Rất là nhiều người mà mỗi lần gặp em là mọi người đều sẽ bị hoang mang về cái nguồn gốc, cái nguồn cội của em. Thì hoang mang như vậy. Mà tính ra là hai mươi mấy năm em vẫn còn đi giải thích với mọi người. Nhưng mà em nghĩ cái này nó cũng là một cái điều khiến cho em trở nên đặc biệt hơn. Đúng. Và nó cũng là một cái để mọi người nhớ về em lâu hơn. Thì mẹ em là người Việt gốc Trung Quốc, còn bố em là người Mỹ gốc Cameroon ạ. Vâng, thưa quý vị, thằng bé nhà em lai bốn dòng máu nha quý vị. Cho nên là đó là lý do tại sao mà bước lên trên sân khấu em nhìn một cái là khác biệt hẳn luôn. Và mũi cao, nụ cười tươi sáng. Em muốn hỏi anh Nguyễn Hồng Thuận là cái bài Happy Ending này á, là lần đầu tiên lúc mà anh sáng tác á, nó trong cái hoàn cảnh nào? Thì cái bài hát này khi mà anh lần cộng tác với lại bên cái team của Eric á, thì lại Eric nói là em muốn có một cái hát gì đó thì nó thuộc cũng hơi ballad một xíu. Nhưng mà cái nội dung đó thì khúc cuối anh mở ra cho em là nó hạnh phúc hơn. Cái bạn này có một cái nét rất là khá tương đồng. Bạn nghe nhạc US UK rất là nhiều, đúng không? Cái cách phát âm, cái cách rung ngân hơi của bạn thì rất là giống. Cho nên là ngày hôm nay khi mà ở đây, khi mà nghe lại bạn này hát thì nói chung là tự nhiên những cái cảm giác ngày đó nó cũng sống lại với anh. Rồi, xin mời chị Thanh. Cái em được trong bài hát này đầu tiên em bước ra là chị thấy em rất thoải mái, rất đáng yêu. Và em hát bài hát này cực kỳ dễ thương. Dạ, em cảm ơn chị Phương Thanh. Trước tiên là với cá nhân của Jackie thì chị xin chia buồn với em nha. Jackie là thí sinh của chị từ năm 2014. Em hát tốt chứ đâu phải không hát tốt đâu. Ý là chị tiếc cho em. Cái của em là bị hơi lạnh trên sân khấu. Thực ra thì cái kiểu hát này của các bạn á, bây giờ nó là như vậy. Cái kiểu hát đều. Kiểu ai của không thế hệ mới. Dạ, thế hệ mới chứ không phải là giống như hai đứa mình làm sùm đâu. Làm sùm đâu. Cảm ơn chị Phương Nguyên. Dạ thưa quý vị, và bây giờ thời gian dành cho ban giám khảo đưa ra cho số điểm của Jackie. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, tạm biệt Jackie. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thành viên tiếp theo. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà chúng tôi đã tìm được trong miên man của hồi ức bị thất lạc. Mời quý vị. Ừ,
Trời ơi, ai? Yeah, thưa thưa quý vị. Trời ơi, dễ thương quá. Đó, thấy chưa, máu lửa là đây. Đó. Trời ơi, ngày xưa chí nhảnh. Thưa quý vị, đó là những hình ảnh hồi ức của một vị giám khảo của chúng ta, nhạc sĩ Phương Nguyên. Chị ơi, hồi xưa là... Mấy chục năm rồi trời. Cái hình ảnh đó là năm chị hát năm mấy chị? Chắc chín mấy á. Cái nguồn năng lượng mình nhiều đến như vậy hả chị? Trong số ba con mèo em thấy chị nhảy sung nhất. Thật ra thì ở trên sân khấu chị mới là chính mình. Đó là chị. Đó là chị đúng không ạ? Mèo trưởng nhau. Bây giờ em đố chị Phương Thanh với chị Hồ Lệ Thu. Tại vì chị Nguyên chiều khi chị biết rồi. Cái bài này là bài gì? Đây là bài hát có hai chữ. Mời chị Thu. Không biết luôn. Biết, biết. Đó. Tôi thích. Cô đi thi mà ban giám khảo người ta nhắc luôn rồi. Dạ. Anh Thượng đúng không anh? Năm đó anh mới có 5 tuổi, anh đâu biết gì đâu. Con cháu. Thưa quý vị, đó không ai khác chính là bài Tôi Thích. Mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Trọng Đức. Tôi thích nói giọng cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang cười khúc khích. Tôi thích hát mãi cho anh bạn này vì anh thường nghe tôi hát mê say. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống. Thôi quên sầu đi, đừng lo cho già đi, ca lên bạn ơi mình cùng hát. Tôi thích nói giọng cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm. Để Đức nói cho các bạn nghe nha. Mày bài. Tôi thích nói giọng cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê, yummy. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang cười khúc khích. Tôi thích hát mãi cho anh bạn này vì anh thường khen tôi hát mê say. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống. Thôi quên sầu đi, đừng lo cho già đi, ca lên bạn ơi mình cùng hát. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì rét run mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi, I love Việt Nam. Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào, ngày còn bé thơ mẹ hay hát ru. Tôi thích hát mãi cho anh bạn này vì anh thường khen tôi hát mê say.
cuộc đời bao năm đâu mà không hát tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống thôi quên giờ đi đừng lo cho ra đi ca lên bạn ơi mình cùng hát. Các bạn, hát cùng với Đức có được không? Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa. Sợ gì rét run mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng. Tự hào từ trái tim tôi. Tôi thích nói giọng cho bao người cười và những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang cười khúc khích. Tôi thích hát mãi cho anh bạn này vì anh thường khen tôi. Ha, 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 yeah. Ooh, ooh. Yeah. Chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp nha. Ra ngoài lấy chứng chỉ, cô giáo đợi ở ngoài rồi kìa. Rồi, lớp trưởng ở lại đi em. Bây giờ thưa quý vị, có chia sẻ với quý vị, chàng trai này không phải là ca sĩ. Bạn này là xuất phát điểm của em à, công việc của em chính là làm gì? Dạ, công việc chính của em là giáo viên tiểu học ạ. À. Giáo viên tiểu học. Anh hỏi nghe nè, em là giáo viên tiểu học là em dạy. Dạ, từ tất lớp cả 1 các đến môn, lớp 5, dạ đúng rồi. À, bên cạnh đó thì em còn làm công việc nào khác nữa ngoài về giáo viên không? Buổi sáng thì em đi dạy học. Còn buổi chiều tối thì nếu như có một cái chương trình nào đó đến với em thì em vẫn đi làm. Còn nếu không thì em cũng có tham gia vào công việc lồng tiếng phim ạ. Lồng tiếng phim? Cuộc đời của em chắc là làm động vật nhiều hơn. Làm động vật nhiều hơn. Động vật? Dạ, em thường hay làm chó mèo rồi. Chó mèo rồi. Kiểu như mấy cái khùng khùng điên điên em nghĩ chắc hợp với em thử hơn. Thử cái cho anh kia em coi. Ví dụ như em thử, em thường hay hợp với vai quái vật lắm ạ. Ví dụ như một cô bé đi vào trong một khu rừng thì gặp một con quái vật, thì con quái vật sẽ là: đi đâu đó? Dạ, con đi mang bánh đến với bà. Bánh cho bà. Ta đang thấy một cái bánh ngon trước mặt ta đây. Bà con đang yếu lắm, đừng ăn thịt con. Yếu cỡ nào cũng ăn, đói lắm rồi. Rồi ăn thịt con, ăn thịt bà con không? Dạ thôi, thưa thưa dạ. Thưa quý vị, đó là phần lồng tiếng của bạn. Xin mời bốn vị giám khảo nhận xét cho tiết mục này. Đầu tiên tôi thấy chị Quyên là chỉ cười tích mắt cái phần biểu diễn này rồi. Chị rất là thích em luôn á. Chị nghĩ em là một người rất là tài năng. Một cái người mà lần đầu tiên cover lại một cái bài hát của chị mà nó tách hẳn ra cái phong cách của chị và những người đã hát. Giọng hát của em rất là đẹp. Mặc dù em hát cái bài tông không cao nhưng nó vẫn có cái nội lực. Đúng rồi. Nó vẫn có nội lực và em làm cho mọi người cảm thấy rất là vui trong một cái bài hát đó. Đúng là theo kiểu là cái mà chị đang viết về bài hát đó là một cái gì nó bên trong. Giống như một cái người rất là quậy nhưng mà không dám quậy. Nhưng em đã làm được điều đó. Chúc mừng em. Hay quá. Nói chung là em chọn một bài hát rất là vừa với tính cách, cảm xúc, phong cách của em. Em là một trong những người sáng tạo rất là tốt trong cái tiết mục này. Cảm ơn chị Phương Thanh. Quý vị biết cái sân khấu bên kia, tất cả mọi người đứng ở đó, chúng ta nhớ cái hồi mà chụp kỷ yếu với nhau á, mọi người đứng lại, mọi người hát cùng với nhau. Thì nhân đây, có thể anh Thuần sẽ hát chính nhưng chúng tôi cần 3 thành viên còn lại chụp kỷ yếu trong cái buổi cuốn này. Trời, cái gì mà Phương Thanh không dám làm, đứng trước luôn. Đúng luôn, bây giờ em vô em thay cái áo khác, mời 4 giám khảo chuẩn bị đứng lên đó cùng với MC chơi bài Tôi Thích version mới. Chơi luôn. Kính thưa phụ huynh, hôm nay tụi con lớp lá sẽ tốt nghiệp trường mẫu giáo Tuổi Đời. Và ca khúc dành tặng cho quý thầy cô và phụ huynh, ca khúc Tôi Thích Chơi Anh. Tôi thích nắng nắng mưa
lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Hồ Lệ Thu và nhạc sĩ Phương Nguyên đã có một màn biểu diễn không có tập trước luôn quý vị. Nhưng mà chắc là nó đáng yêu, hy vọng nó viral mạnh trên mạng xã hội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo dành cho phần thể hiện của Trọng Đức. Vâng, xin cảm ơn các vị rất nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng em. Anh hy vọng là em có cơ hội tiến sâu vào những vòng tiếp theo. Dạ, để mặc anh hết những bộ đồ mà em đã chuẩn bị. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Và xin chào em. Và chúng ta vừa kết thúc vòng tranh tài của hai đội, hai nhạc sĩ. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta công bố kết quả gương mặt nào sẽ đi tiếp ở vòng đối đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mời ra sân khấu đội nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Xin mời Jackie và Phương Thảo. Và như vậy chúng tôi đã nhận được kết quả như sau. Về điểm số của Jackie, bạn nhận được số điểm là 27,5 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy số điểm của bạn cũng sẽ tương đương với lại 27,5%. Và số điểm của Phương Thảo bạn được 28,5 điểm, tương ứng với 28,5%. Xin chúc mừng. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn chờ đợi một cái kết quả nữa, đó chính là 70% số bình chọn còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào quý vị khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần bình chọn của khán giả. 70% số điểm này, quý vị yêu thích Jackie hay Phương Thảo? Thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là điểm số của Jackie. Và kết quả của bạn chính là 68 lượt yêu thích của Jackie. Thưa quý vị, như vậy là với số điểm của ban giám khảo là 27,5 và tổng bình chọn của khán giả thì tổng điểm của Jackie có được là 68 điểm. Xin chúc mừng bạn. Phương Thảo, 28,5 điểm của ban giám khảo. Hãy chờ xem khán giả thích phần biểu diễn của bạn như thế nào. Kết quả của Phương Thảo chính là 79%, gồm cả tổng điểm của ban giám khảo và quý vị khán giả. Như vậy xin chúc mừng Phương Thảo, bạn đã nhận được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Chúc mừng bạn, mời bạn vào trong chuẩn bị cho phần thi của mình. Jackie thân mến, chúng ta vẫn có một cái cơ hội dựa vào sự yêu mến của quý vị khán giả dành cho cái MV của mình. Thế thì bằng một cách nào đó, em hãy truyền một cái thông điệp để khán giả yêu mến em và xem cái MV của em nhiều nhất nhé. Jackie mong là tất cả mọi người sẽ yêu thích cái màn trình diễn của Jackie. Và nếu như mà mọi người muốn nhìn thấy Jackie được quay trở lại với chương trình thì mọi người hãy vote cái màn trình diễn của Jackie. Thank you mọi người rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn Jackie. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến đội nhạc sĩ Phương Nguyên. Xin mời ra sân khấu Xuân Hân và Trọng Đức. Và bây giờ, số điểm của Xuân Hân, ban giám khảo đã dành cho bạn là 27 điểm. Xin chúc mừng. Số điểm của Trọng Đức, ban giám khảo đã dành cho bạn 29 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của khán giả có mặt tại trường quay. Quý vị yêu thích Xuân Hân hơn hay Trọng Đức hơn? Hãy bình chọn cho họ. Thời gian bình chọn bắt đầu. Hết giờ. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ hiện tổng điểm trên màn hình là tổng số điểm của ban giám khảo và số điểm của khán giả có mặt tại trường quay. Hãy cùng xem số điểm đầu tiên của Xuân Hân.
Thưa quý vị, tổng điểm là 69 điểm. Xin chúc mừng Xuân Hân. Và bây giờ là số điểm dành cho Trọng Đức. Vào vòng tiếp theo. Cảm ơn Trọng Đức, mời em vào trong chuẩn bị cho tiết mục của mình. Xuân Hân ơi, qua đây. Nè, cô nàng công chúa xinh đẹp nè. Rồi, bây giờ đây là lúc mà em kêu gọi khán giả bình chọn cho mình. Mọi người ơi, mọi người có yêu Xuân Hân không ạ? Yêu thì mời mọi người đến với kênh YouTube của Lê Trần Media bình chọn cho Hân nha mọi người. I love you. Cảm ơn em. Cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến phần công bố kết quả và như vậy Trọng Đức và Phương Thảo sẽ giành chiếc vé bước vào vòng đối đầu. Ngay sau đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Còn Trách Nhau Làm Gì, với phần thể hiện của giọng hát đầy cảm xúc. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu.
bạn rất là nhiều. I love you.